shop ngoài em giờ không có ai là number two. Em ghét mùa đông vì em nóng bỏng và luôn hờ hờ hang hang. Em thích đàn ông phải luôn nhắm thẳng vào chỗ nở nở nang nang. Em lồng lộn với anh là đừng gu thương em vất vả nâng cấp rồi trường tu thương em nên chảy dãi mỗi khi em lột đồ một người ngó đét là hai người cùng vui. Thế nên việc của em là cứ thế. Thầy của anh với em mới cứ què. Yêu thương anh với em mới cứ thế từ đầu đến chân là phải luôn đam mê. Yeah.